Đây là con máy Marantz SD60. Dòng này hình như là dòng cao nhất của Marantz phải không ta? Nó đời mới vậy mà nó đang nói về đời mới mà đời cũ đâu. Đời cũ cao nhất của nó là con như SD9000. Trong đó SD 6000 hay sao? Còn đời mới của nó thì như SD 60 này. Mạch thiết kế của Marantz SD60 này là hoàn toàn giống con Revolt C115. Anh em lên mạng xem nhé. Về tất cả lên tiền tụ tị rồi điện trở đều là giống nhau hết. Nó chỉ khác nhau ở điểm duy nhất là cái nguồn. Bộ nguồn của thằng Revox thì nó dùng được mấy cái tụ gọi là tụ nhôm rất là cao cấp. Còn tụ của thằng Marantz này thì nó dùng tụ của cái biểu tượng này là biểu tượng của thằng Elna, nhưng mà không chắc chắn. Đúng rồi, Elna, tôi thấy coi rồi, thấy rồi. Đây là Elna. Nên là nó khác nhau cái tụ nguồn thôi. Còn về tất cả mặt thiết kế cơ đều giống nhau hết nha. Còn cái hệ số đầu tư. Đầu tư của Marantz thì dùng khác với đầu tư của thằng Revox C115. Nhưng mà về cơ bản thì nhìn nó cũng như nhau cả. Ngoại hình thì khác nhau. Ngoại hình con này màu gold đẹp hơn con C115 nhiều. Nhưng C115 giá giờ phải tầm 18-20 triệu. Con này thì có rất là giá rất là mềm, dễ chơi lắm. Anh em cứ an tâm mà chơi. Mấy cái giác cắm nó vàng ươm hết, ốc ít đồ vàng ươm, nó đẹp. Đầu vô tới ba cổng để anh em selector chuyển chơi nghịch chơi thôi, chứ còn mình thì ba cổng thì cũng như một cổng thôi, một cổng đủ rồi. Đây selector cổng của nó đây, đây này. Rồi đây để anh em chuyển cổng vào. Má gan của nó đây, như cái video trước là mình đã quay một cái video còn nguyên chưa có tháo ra, còn cái video này thì mình tháo ra cho anh em xem để anh em nào tham khảo được cái nào thì tham khảo đó. Đầy đủ hết trước khi mình ấy thì mình ghi một mình phát một cuốn băng của Sony xem nó độ chính xác của nó tới đâu. Chứ còn giờ nói nhiều quá thì cũng không hay, nó phải có bằng chứng chứ nói mấy mấy mình ghi ngon mà không có bằng chứng thì cũng rất là khó tin. Ok, phát chính xác rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ ghi vào. Phát rồi thì chúng ta ghi. Đâu rồi, cũng băng đâu rồi. Cũng băng nào đâu. Đây. Nó rét trước, xong chúng ta bấm play. Mình mở cái tần số lên để chút nữa mình so sánh xem nó ghi cái chính xác hay không. Cái ba lăng này, rét ba lăng này nhé. Để ở góc xéo xéo này, bởi vì nó là do nó bị sai lệch trên chiếc áp tổng đó. Chiếc áp này nó có hai kênh, ở nhà sản xuất thì nó tính toán hết rồi, nó tính toán cho cái ba lăng chỗ của chúng ta để khi chúng ta mà cái chiếc áp này mà nó có bị sai số thì chúng ta dùng cái ba lăng này ra điều chỉnh cho nó hai cái đèn tia nó đều lên là được, chứ cứ để ở giữa là chết quốc. Tại vì nếu mà để ở giữa thì nhà sản xuất nó chả cần phải làm cái ba lăng này làm chi đâu nhé. Khi mà nó đều rồi chúng ta ghi xong, chúng ta đem con khác phát thử nó đều không, phải test bằng tần số nha, không test bằng nhạc được. Nhạc thì nó đánh tới đánh lui liên tục, chúng ta không thể nào dùng nó mà để kiểm chứng được đâu. Ok, nó đều rồi đây. Ok nhé, chúng ta đem con khác thôi, mình không chắc là nó đều nữa tại vì chưa kiểm tra quên rồi bị lật đấy. Rồi ok, ngon đây, được rồi. Mình chưa kiểm tra phát lên con khác mà thấy vậy là ok, mừng quá. Cái bias này là bias cảm âm bằng tai chứ không có bằng đèn nha. Thì khi chúng ta vặn cái bias này ngược kim đồng hồ này á, thì chúng ta lấy về cái dép, chúng ta vặn cái calibration này thuận kim đồng hồ thì chúng ta lấy cái tín hiệu ghi vào lớn hơn tín hiệu bias á. Còn nếu chúng ta để 50-50 thì là 1-1, chúng ta lọc vào đây thì nó lại nhỏ hơn một chút. Chúng ta canh làm sao tép sụt nó là như một là được rồi nha, chịu khó. Cái này thì ghi hơi 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 khó xíu nhưng mà những anh em này chơi quen thì nó quá rất là đơn giản rồi. Sao mới giới thiệu xíu là 4 phút một trò. Ok, mình sẽ ghi một bản nhạc đi. Nhạc nó khác là hay. Cái này ghi âm hay lắm, ghi băng hay, ghi phát cũng rất là hay. Thử đi. Nói quá thì chả ăn thua gì. Nghe tận tai. Ok. Nghe tận tai, nhìn tận mắt này. Ăn đây.
Mở nhạc lên. Đây đang hát một cái set này nha, nó ba từ mà, nó ba từ, nó vừa ghi vừa phát rồi này, sụt này, sụt lại hát nguồn, còn cái set này là phát lên cái set, cái set phát hay lắm. Ghi cái đèn tới số 0 này thôi nè. Chép con này rất là nhuyễn và mịn lắm. Ok, chép nó sang lắm, nhìn nghe rất là hay. Nó không giống như những con đời mặt trắng chân vô ca này và tiếng thơ lắm. Mình mang một nỗi buồn xa xa. Cái này hay hơn mấy con Sony của mình nhiều. Sony mình của mình là mình chủ yếu để ghi băng, nghe tiếng nó mỏng mà nó không được sang như thế này. Chúng ta phát thử coi. Hay quá nên là khó so. Rồi, chúng ta lại ghi tiếp bản khác để cho nó có nhiều cái sự so sánh. Bản nào của chính là Tuấn Vũ đi. Vũ dân dễ, quen thuộc anh em dễ. Bấm rết này, bấm lay này, chuyển qua tép này. Ghi tới số 0 này thôi nha, đừng có lên đường đỏ. Lên đường đỏ thì nó sẽ vỡ tiếng. Phát thì sao cũng được, cứ chồm lên kệ nó. Buồn khói ngây thơ, tôi kể người nghe một chuyện tâm tình. Được rồi. Sụt này. Sụt nó mỏng tiếng lắm. Một cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua. Nhớ lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trắng. Không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Vòng kính tâm tư tôi giấu đời trai vào mộng đắng chừng. Giữa vui trăng rằm lìa xa sáng ấm không hề gặp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok, nhiều đó thôi. Ok, thử lại coi. Một chuyện tâm tình đưa đến giá lạnh, bỗng nghe âm một tình thương trong sông biên thủy, một cơn gió hút khơi thủy. Ok, chúng ta giờ tiếp tục ghi bản trước 15 thế nào. Đó, đủ rồi nha. Thử là đủ các kiểu cho anh em dễ hình dung rồi đó. Không hình dung được đó thôi. Về làm cảnh đời Không hình dung được nữa thôi, chịu phép nữa. Khi mà ghi Dubai á thì chúng ta nhớ sau này phát cũng phát lên Dubai nha, phát là có Dubai nha, không có Dubai Trung Quốc luôn á. Một mai qua cơn mê xa cuộc đời bên bông, tôi lại về bên trời luôn. một mai qua cơn mê Tín hiệu nó ghi nha, cuộc đời bên bông, ba từ tôi là nó đã ghi lại phát về rồi, bên em. ba từ nó vừa ghi vừa phát luôn, thành ra một xóa một ghi một phát. Nhưng mà những anh em mà xài hai từ riết quen cuối cùng không hiểu gì hết trơn mà phải play lại. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài vẫn dài, ta mặc tình dẫm Ok, nghe không? cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi một thuở lênh đênh. Ok, cảm ơn nhé. Các ạ, dài quá rồi.